Chiều lang thang mến chào quý vị. Rất vui được gặp lại quý vị trong video của Chiều lang thang hôm nay. Hôm nay Chiều sẽ dẫn quý vị cùng Chiều đi khám phá chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức nha quý vị. Thì chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức này là một trong ba chợ đầu mối lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh đó quý vị. Khu vực này, chợ này thì nằm trên quốc lộ 1A tại vị trí cửa ngõ thành phố thuộc phường Tam Bình, thành phố Thủ Đức. Thì chợ này được khởi công xây dựng vào năm 2002 với tổng vốn đầu tư là lên tới 182,4 tỷ. Đấy rồi quý vị. Bây giờ Chiều và quý vị chúng ta cùng nhau đi khám phá xem thử coi chợ này lớn như thế nào nha. Hiện tại là Chiều đang ở bên góc bên Gò Vấp, bên chỗ cầu vượt Gò Dưa đi qua. Cầu này bắc ngang quốc lộ 1A. Rồi mình quay lại hướng về quốc lộ 1A. Dạ, đoạn đường này cũng khá là đẹp. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 5 năm 2024. Thì hôm qua trời mới mưa rất là lớn. Dạ. Như quý vị thấy đây, đó chưa gì nữa đã thấy hành quất trà hành lắm, hành rồi tỏi. Rồi ở đây thì vừa thấy là khóm nè, quá trời khóm luôn, 13-15 k, không biết một trái hay một ký. Ở này 8 k, này 9-11 k. Rau má thì có giá 20 k. Bắt đầu vô đoạn đường này thì đã thấy quá trời luôn nè. Cam là 3 k, cam gà, cam lúc này quá trời rẻ luôn. Gà cam 4 k rồi. Rồi dưa đó, cầu vượt Gò Dưa mới qua đó quý vị. Chợ Thủ Đức 5 km. Ủa? Đi bị lắng xe lộn ở đây rồi. Đi thẳng, đi thẳng nha. Nếu mà quay vô đó thì đi ngược trở về qua chợ Thủ Đức nữa. Chém đi, giờ dẫn nó bị lộn. Rồi, đoạn này thì bé quốc lộ 1A nè, hướng về miền Tây, hướng về Long An thì đó. Ở đây củ sắn là 65-50, 20. Có bảng giá hết á. Rau á nè. Rồi khóm ở đây 14 ngàn, 15 ngàn cho một miếng mít đó vậy. Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức. Phía trước đây là cầu vượt nè. Cái cầu đi bộ á, xin lỗi, cầu đi bộ. Rồi giờ sẽ rẽ vô đó. Quý vị thấy cái bảng nè, chợ chưa. Rồi mình sẽ đi vô trong đây cho quý vị xem nha.
buổi sáng ở khu chợ này. Hôm qua mưa lớn quá, giờ người ta cạo bùn nè. Trâm Thái mãn cầu thì 30k. Trời ơi kinh khủng luôn. Hết mặn. Rồi mấy anh chị anh dắt nguyên thùng xốp đi. Quá xá luôn quý vị. Hồi sáng đáng lẽ chiều đi sớm á, cho quý vị ngắm cảnh nhộn nhịp buổi sáng. Nhưng mà sáng chiều ngồi uống cà phê ăn sáng. Rồi để ánh sáng lên cho đẹp để mới quay nó đẹp được. Đông quá trời đông. Cũng trái cây cam 25. Quá trời đẹp ơi, bưởi. Bưởi. Ấn cầu rai. Bên đây là chợ A, phía bên chợ A. Chỗ này là hành hẹ, rau nhút. Rồi cái rau cần 30k, cái rau cần chà bá lửa luôn. Bữa này thì bắp, khoai lang. Khu chợ A này ở phía trong không biết có gì không, nhưng mà thấy bán ở ngoài tắt nhỏ cam nho hạt hoa xá có giá hết. Kinh khủng. Khóm 8k một trái. Rau má 20 một ký. Quá xá. Buổi sáng sớm kinh khủng luôn quý vị, nó đông. Ở
Rồi rồi. Bên đây là chợ A nha quý vị. Kéo tròn đây. Cái chợ nó lớn, lớn kinh khủng lớn. Đông như kiến nha quý vị. Không thể tưởng tượng được nữa. Hai mươi lăm luôn. 13, 12. Nó rẻ kinh khủng. Thank you.
mình vô đây mình khám phá thử. Đây. Phía trong chợ. Đây là vô trong chợ nè các bạn. Ở hôm qua mưa lớn quá trời, bữa nay hơi bị dơ. Bên đây là chợ B nè các bạn. Chợ B, khu chợ B thì có vẻ là ít hơn. Hoặc là chắc khu chợ B này sáng sớm á đã xong hết rồi. Đây là chuối, chuối già, chuối xiêm và nhiều loại chuối khác nữa. À, khu vực này thì khóm 15, 17, 13, 9. Quá trời, chỗ này luôn một đống khóm này. Các anh quản lý thị trường. Rồi, vô đây khám phá khu này. Quá trời luôn. Thấy không? Kinh khủng luôn. Gạo. Măng 15k mông. Kinh khủng luôn trời. Chợ B bên đây, chợ B bên kia chợ A. Cải, hành, hẹ, cái
khu bên đó khu chợ C à, kìa chưa thấy bên đó có khu chợ C kìa. A B C qua khu chợ C thử coi sao. Khu chợ C là khu chợ hoa. Đây là khu chợ C, khu này bán hoa. Đồi hoa. Các bạn, khu bên đây là khu chợ C nè các bạn. Đó, các shop hoa tươi ở đây. Vừa hoa tươi. Ở đây vừa hoa tươi nữa chứ không còn là shop hoa. Đây có một cái dòng sông. Dòng sông nước đang lớn. Rồi, mình đi quay về các chợ bên kia. Mấy cái này về dắt cho con về nó ăn. Cái này mình đi xin về mấy cái này mà nuôi con gì á, mình nó ăn rau á, mình sẽ cho nó ăn được các bạn. Rất là nhộn nhịp. Lớn thiệt các bạn, quá trời lớn. Thank you.
mình đi vô trong đây thử. Vừa trái cây Vũng Lon. Rồi bưởi quá trời bưởi đó. Còn đây là vừa trái cây không? Quá trời đó trái cây. Trong đây toàn trái cây không các bạn. Kinh khủng thiệt. Quá sáng. Sầu riêng. Củ sắn. Khỏi vựa trái cây, toàn khu vực này toàn là vựa trái cây không các bạn ạ. Quá xá trái cây, chợ nông sản đúng rồi. Không có tôm cá tép gì hết. Quá xá. Kinh khủng. Rồi chôm chôm. Xoài quýt mặn bưởi. Giờ quá khủng thiệt. Xoài chôm chôm thái xoài có nhiêu cho nhiêu quê là chính mà chính. Nữ hoàng 70k, hỏi đẹp 60. Đúng rồi. Hỏi nữ hoàng 70. Dâu. Chôm chôm. Hỏi. Quá xa quá xa. Cam kẹt xe. Rồi. Vậy
phải 60k các bạn, quá trời. Mặt hàng giá chợ nông sản. Cam, khu vực này khu vực cam. Rồi mít. Cam phụ, ô đoạn này cam không, 7, 8, 5. Đó các bạn, chiều đi sơ cho các bạn xem chợ nông sản Thủ Đức nó như thế gì đó các bạn. Kinh dữ, khủng vậy. Còn lại trái cây không nha các bạn. Trái cây, rau, củ, quả. Quá trời luôn. Rồi, vậy thì trong video mà chiều chia sẻ về chợ nông sản Thủ Đức đến đây kết thúc. Cuối video kính chúc các bạn luôn dồi dào sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống. Hẹn gặp lại các bạn vào những video lang thang kế tiếp của chiều nha. Bye bye và hẹn gặp lại.